nhận được rất nhiều câu hỏi của các chị em, đặc biệt các mẹ bỉm sữa quan tâm đó là làm thế nào để giảm cân hiệu quả, an toàn và nhanh nhất. Thì đối với chị em nào, đặc biệt là những đối với những mẹ bỉm sữa sau sinh á, chúng ta có vòng vòng eo mà quá khổ, cũng như là những chị em mà muốn siết cân giảm eo để chuẩn bị chúng ta, những chị em mà muốn siết cân giảm eo để chuẩn bị chúng ta đón mùa hè đi, có thể diện những bộ bikini cũng như những bộ quần áo dáng body thật đẹp để khoe dáng, thì chúng ta không nên bỏ qua một sản phẩm này cực kỳ rất quan trọng nhé. Và đây sẽ là sản phẩm đáng để chị em quan tâm hàng đầu luôn. Đây là sản phẩm số 1 Việt Nam về lĩnh vực giảm mỡ hiệu quả, đặc biệt là cho vòng đối với mỡ vòng bụng. Đây là Sun Plus Body Cream, được chế tác ở dạng viên kẹo, ăn chúng rất là ngon nhưng lại giảm cân rất hiệu quả và đặc biệt là an toàn nhé. Có thể sử dụng cho mẹ bỉm sữa sau sinh từ 2 tháng là có thể sử dụng rồi. Mỗi ngày chỉ cần ăn một viên kẹo thôi vào buổi sáng trước khi ăn sáng nửa tiếng là đảm bảo sau một hộp chúng ta có thể giảm được từ 3 đến 5 cân sau một hộp kẹo này thôi. Ăn kẹo thì rất ngon mà giảm cân hiệu quả và đặc biệt là cực kỳ an toàn, bởi vì 100% được chế được thiên nhiên lành tính, do đó là rất là an toàn luôn. Đó, chị em không nên bỏ qua sản phẩm này nếu như thực sự chúng ta đang quan tâm đến sản phẩm nào an toàn nhất, hiệu quả nhất và cũng như là dễ sử dụng nhất, thì không nên bỏ qua Sun Plus Body Cream.